Hơn 200 doanh nghiệp, đơn vị triển lãm đến từ hơn 13 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày giới thiệu các công nghệ, sản phẩm tiên tiến nhằm xúc tiến giao thương, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng tại triển lãm quốc tế lần thứ 12 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa, cao su, in ấn và bao bì tại Hà Nội, Hà Nội Plus 2024. Với hơn một thập kỷ phát triển, Hà Nội Plus đã khẳng định là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại nổi bật nhất cho ngành nhựa và cao su Việt Nam. Hoạt động trưng bày tại triển lãm đã mang đến những trải nghiệm sản phẩm, giải pháp hấp dẫn, có giá trị trong chuyển đổi sản xuất hiện đại, hiệu quả hơn, đồng thời tạo cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong ngành công nghiệp nhựa và những lĩnh vực sản xuất liên quan. Theo ban tổ chức, ngành nhựa Việt Nam hiện có gần 4.000 doanh nghiệp trên cả nước, phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm đến 90%. Sản phẩm nhựa cao su ngày càng hiện diện khắp nơi trong đời sống vì tiện ích, tham gia phục vụ cho nhiều nhóm ngành như dệt may, da giày, thủy sản, lương thực, điện tử, gia dụng, y tế, điện lạnh, xây dựng. Việc tổ chức triển lãm chuyên ngành Hà Nội Plus thường niên là cơ hội tốt, giúp các doanh nghiệp sản xuất và thương mại trong ngành mang tới những công nghệ, giải pháp, máy móc thiết bị và nguyên liệu chất lượng cho thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.